Liền đây. Hello, what's your name? mới giới thiệu xong luôn á. Biết nhau luôn đi đó luôn được. Hello, what's your name? Michael. I am Lâm. Where you from? From Hong Kong. Cái câu đó anh không hiểu. Where you from? Anh nói hả? Where you from? Rơm thì rơm đúng không? Rơm. Nó không có xa. Where you from? Hong Kong. Long pain, long love. Oh, Mr. Michael, first of all, I would like to say a thank you to you because you are being here with us today. And the first question is, why did Pizza Hut choose Mr. Lê Dương Bảo Lâm to be a co-author for this book? Tôi cũng hiểu sơ sơ là hỏi là tại sao mà anh lại chọn Lê Dương Bảo Lâm mà anh bắt một lần dàn hiểu đúng không? Wow! Dàn vậy mà. Ai nói anh tôi không hiểu tiếng Anh? Có nghĩa là mình cũng hiểu sơ sơ, nó dài quá, nó mới bị dài vậy. Yeah. Cho anh trả lời. Okay, your answer? Yeah, so Lâm is our inspiration. I mean, we got to know him by calling out all the leaders who pretend to be a leader in a very gentle, subtle way. It's something that we want everybody to learn from. We want to use this spirit to motivate all the youngsters to take control of their life. And this is why we want you to be here, to be the author. Rồi bây giờ là phần dịch của mình. Thôi phần dịch là hiểu là cái mặt là gọi là mặt anh phấn khởi đó, mặt là có vụ khen trong đó mà không biết khen cái gì trong đó. Đâu khen anh đâu. Ủa không khen sao mặt phấn khởi gì? Không có. Là có mọi người có ai? Không. Thấy chưa? À thấy chưa? Ủa không khen mà sao mặt như vậy? Là có khen không? Nói như là có. Tại sao lại chọn anh Lâm thì anh nói là anh Lâm có cái gì đó. Anh có cái gì đó đi Phong. Dạ. Anh là một đại diện cũng như là truyền đến cho các bạn trẻ cái tinh thần đó là không có giả vờ, là sống không có ra dẻ. Sống phải thực sự là mình sống đời đó. Sống đời hả? Dạ, sống đời. Quỷ gì mà sống đời vậy? Có nghĩa là đại diện cho tinh thần là sống không có ra dẻ đúng không ạ? À là đời đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn anh, tại vì anh ra dẻ đó, anh mới ra dẻ đó. Có nghĩa là chọn Lâm bình thường thôi thì Lâm ăn ngon, miệng Lâm dễ thương, ăn gọi là hấp dẫn thôi. Mà vô ảnh nhiều khi mà kiến thức nhiều quá, nói chuyện dài quá là không hiểu gì luôn nha. Anh nói Lâm không ra dẻ mà cuối cùng anh ra dẻ đó. Show me that. Ở đừng có dịch ra. Mét chứ phải mét, trong hộp này phải mét chứ. Đừng có dịch là hai đứa đi luôn đó. Dịch là hai đứa đi luôn. Rồi. Ok. What did he say? Không hiểu. He told me that you choose him because of his mouth. It's very big. It's a lot. And also talk a lot. Dịch anh Lâm ơi. Anh Lâm nói là anh ra dẻ. Ý là mét. Vậy đâu có đâu. Xấu tánh. Không có. Rồi. Để coi. Giờ cuối giờ bạn như thế nào? Trời đất ơi. Dạ câu thứ hai cả nhà. Câu thứ hai rất là hay nha. Vậy. Trong quá trình mà tạo dựng cái cuốn sách này á thì có bất kỳ một cái sự tranh cãi nào không? Identified during the making process? No. We focus on easy, so we don't really care what he writes. Là anh nói là không có đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Xịn liền. No. Tại vì có hiểu đâu tranh cãi. Có hiểu cái gì đâu. Lâm nói anh cũng có hiểu mà anh nói Lâm cũng có hiểu đâu. Là nhìn thái độ, là nhìn biểu cảm của nhau thôi. Thấy anh vui là biết anh vui, mà thấy anh quào quào thì anh đang quào đáng làm cho anh vui thôi. Mà sao được, hiểu không? Anh là sếp mà. Sao dám tranh cãi với anh được? Chén cơm anh áo. Anh dịch chén cơm anh áo đi. Chén cơm là gì? A bowl of rice. Can you understand Vietnamese? Oh, you can understand Vietnamese? No, I just lucky. Là tâm linh nó lâu lâu biết chơi vậy. Là tâm linh. Tâm linh, dạ. Không, nhưng mà tuy là không hiểu thiệt, nhưng mà có một cái câu của ảnh gọi là để Lâm trăn trở. Gọi là Lâm gọi là đắm chìm vào tối mà nằm mơ. Anh Mai ơi. Là vợ kêu hỏi là Mai nào luôn đó. Có nghĩa là những cái mà anh làm mình trăn trở đúng không? Ở trong cái cuốn menu á, ảnh có viết một câu là tôi là viết tiếng Anh nhưng mà có dịch thành tiếng Việt ở trong cái menu. Dạ. Và mọi người đang mở cái menu 16. Mọi người mở ra coi là có thấy á. Về mở giờ đừng mở. Dạ. Anh viết như thế này: tôi đặt can đảm ăn pizza hải sản, trong khi đó những nhân viên của tôi ăn pizza xúc xích. Quyển sách này đã giúp tôi làm điều đó.
Không, tại cái văn của ảnh nó vậy cho nên Lâm đọc hơi bị trì. Dạ. Em đang thắc mắc là anh viết giống vậy luôn. Thắc mắc là Lâm dịch ra nó như vậy đó. Là hiểu vấn đề chưa? Dạ hiểu. Có nghĩa là một mình ảnh thích ăn cái vị này, nhưng toàn nhân viên của ảnh thích, ảnh thích ăn vị khác. Nhưng ảnh đã làm chủ được cuộc đời của mình, làm chủ được miệng của mình và làm chủ được bao tử của mình. Chính vì vậy ảnh chọn đúng cái khẩu vị của mình, kệ mặt tất cả mọi người khẩu vị gì, kệ, ảnh chỉ thích con người ảnh thôi. Và đó chính là làm chủ cuộc đời và làm chủ 4.000 nhân viên hiện tại. Wow, wow. Rồi nhiệm vụ của anh dịch lại cho anh hiểu. Ok, nói nhiều quá. Hello. Ok, he said to us that em thì giúp anh, ok. Cú anh đi. He said to us that he really like your quote in the menu of my boss, that you choose, you very brave to choose the seafood pizza while your staff pick the other flavor, and this book touched you like that. Yeah, well, in my career, I struggle a lot choosing my pizza bites. I read a lot of self-help book. You know, the biggest problem is the self-help book cannot help me to choose my lunch time. So this is what I realized, that you know, what the younger generation want is not about self-help book, because self-help book cannot help people to think about the small little thing every day. But you know, if we can actually write a book that can lead people on every single bite during lunchtime, we can help them with small things to start with. But then slowly we can help them to build bigger and bigger and bigger things so that they can be the leader of their own life. That's the inspiration that we want to drive. Rồi bây giờ phần chuyện ngữ của anh Lê Dương vào đâu. Cười đi, một nụ cười tươi đắng lúc này có thể giải quyết tình huống này. Lần đầu tiên mà tôi lên sân khấu mà có một nụ cười ngờ như thế này. Lần đầu tiên có khoảng lặng với con người của Lê Dương mỗi lần, thật sự. Dạ, thật ra là anh Mai đã chia sẻ là anh đã đọc rất là nhiều những cuốn sách về việc là self-help và làm chủ cuộc đời của mình. Tuy nhiên, điều đó nó không giúp cho anh trải qua cái, vượt qua được cái sự khó khăn khi mà giờ trưa đến, bởi vì anh cũng rất là chật vật trong cái việc lựa chọn một cái mùi hoặc là một cái vị pizza để anh yêu thích. Và anh thấy đây là một cái tình trạng rất là dễ gặp ở các bạn trẻ, đó là chúng ta sẽ nghe rất là nhiều những thông điệp đao to búa lớn về việc làm chủ cuộc đời, làm chủ bản thân, nhưng đến những cái việc nhỏ nhất trong cuộc sống của mình á, mình gặp rất nhiều những cái sự chật vật. Vậy thì với cái quyển sách này sẽ giúp cho chúng ta giải quyết, đó là khi mà chúng ta thay đổi và làm chủ từ những điều nhỏ thì những điều lớn chúng ta sẽ quản lý được. Lâm thấy là anh đó hay, thì anh là sếp của 4-5 ngàn người. Đúng rồi. Nhức đầu vậy. Còn đối với Lâm là Lâm có một gia đình, Lâm là 4 người, Lâm có nói tiếng Anh. Yeah. Ok. Anh nói tiếng Anh. Family for okay. People. Family for people. Okay. Ai là tôi đúng không? Đúng rồi. Ai vợ là why. Why. My why. Daughter. Gái nhỏ nói sao? Younger. Son. Family. Nhức đầu. Headache. Oh my god. Oh my god. You good. Okay. Can you understand? No. Yeah. Depending on the body language, you can understand whole the meaning of this sentence. Yeah, I think he struggled a lot because you have a lot of kids, yeah. Right? He finds very difficult when his family choose pizza to eat, oh. Yes, because a lot of members give a lot of opinions. Okay. Take care. Yeah. Take care. Yeah. Yeah. Bây giờ là câu hỏi dành cho anh nè. Đó là trong thế giới showbiz thì anh có rất là nhiều những cái vai trò. Mọi người có thể kể đầy đủ những cái vai trò của anh Lê Dương Bảo Lâm được không? Yeah, một là diễn viên, ca sĩ, rapper, MC, rồi bây giờ làm tác giả nữa. Trời ơi, ca sĩ tôi muốn hát ghê. Hát liên ra vẻ, đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ, đi chơi mà cứ hay xài tiền chiêu giọng mẹ, tôi hay ra vẻ, đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe, chứ đừng ghét đô rồi đi cái mặt thì như thế show. Hey. Rất nhiều vai trò như vậy, em thấy anh rất là nỗ lực để làm vai trò nào cũng tròn vai, nhưng mà bây giờ anh thấy cái vai trò nào anh thích nhất? Không thì anh là cái nào cũng thử hết, dù nhiều khi có những ý kiến trái chiều, nhưng mà Lâm đều góp nhặt cái ý kiến đó để mà làm mà mình tốt hơn. Đối với bây giờ thì Lâm nghĩ là Lâm là Lê Vũ Lâm, cái phiên bản gọi là gần tốt, đẹp, Lâm ngày nào cũng vậy hết. Lâm đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Và khi mọi người biết là Lâm là rất là nhiều năng lượng, gọi là văn chương, đục nốt rất là nhiều. Nhưng mà khi về là xả móc thức ra, xả tóc giả ra, xả đồ ra, thì Lâm chính là một nhà văn. Bắt đầu Lâm có ngồi. Trời đất ơi, từ khoai cái này. Nó có giả hay sao? Nó có sự giả
vô nghe cái chuyện làm nhà văn cái mọi người cười liền luôn á. Em dịch cho anh Mike anh hiểu chút xíu. He's known as many roles in the entertainment world. MC, comedian, actor, and now writer. I asked him that which is his favorite. What is his favorite? Là, yeah, that. he answered that he want to be the writer. Là đêm về là sáng đâu ngồi viết cặm cụi với ánh đèn leo lét. Lúc đó Lâm nghĩ mình là đúng là mình rồi. Tại vì những cái kia gọi là diễn trong này nó không phải là Lâm. Lâm là một người rất là sâu lắng, một người gọi là có trí tuệ và một người gọi là ăn nói. Rất là nhà văn luôn. Bạn chưa? Bạn đi trong thành chưa mọi người? Chưa. Chưa. Không, tại vì mọi người nghĩ vậy thôi chứ thật sự là Lâm có chịu ấp ủ lắm. Và khi mà một người ít nói trầm lắng là Lâm, nói chung là sở thích cuối cùng của Lâm là viết sách. Và đây cũng là quyển sách dành tặng tất cả mọi người. Và hy vọng mình sẽ yêu quý cuốn sách của Lâm nha. Yeah. And the next question is, this question is for both of you, not only Mr. Lâm or okay. Mr. Michael. Do you want this book to influence the eaters out there? Chúng ta sẽ làm gì hoặc là các anh trong đợi điều gì với cái quyển sách này sẽ truyền đến thông điệp cho các bạn trẻ ở ngoài kia? Yeah, so I think obviously this book is we want to try to inspire the younger generation to think about their every bite, every day. So we really want to get people to understand when you try to decide in your every single small thing, and you can actually lead to your life and to be a leader of your own life. I think the biggest problem for the younger generation nowadays is all the media talking about all the flashy people, all the leaders. But unfortunately, a lot of people do not realize that there are only a few lucky ones. And you know, it is actually very hard to always believe that, you know, we are always going to be them. And don't give pressure to yourself. The important part is to think about every little bite in the lunchtime. When you are able to make a decision as small like that, learning from the mistake that I had, I can't make up my mind on what piece of flavor that I chose. And then you will be a better leader whenever you have the opportunity. And this is an inspiration that we want to bring it to the people. Yes, thank you so much. Anh Mike đã chia sẻ rằng là ở trên truyền thông thì mọi người đã vẽ ra rất là nhiều cái câu chuyện về những người thành công làm chủ cuộc đời của mình. Và chính cái điều đó thì ít nhiều tạo nên áp lực cho các bạn trẻ trong việc là các bạn tiếp nhận và biến mình trở thành một cái người chịu nhiều sức nặng lên đôi vai. Thì trong khi đó chúng ta lại không làm chủ được cuộc đời của mình với một cái việc đơn giản nhất, đó là lựa chọn cái miếng ăn hoặc là lựa chọn một cái vị pizza mình thích nữa. Nên là thông qua cái cuốn sách này thì anh Mai rất là mong thì tất cả các bạn trẻ sẽ phần nào đó chúng ta nhìn lại những cái điều nhỏ nhất khi mà được quyết định thì nó sẽ là căn nguyên để các bạn tạo nên những cái sự thay đổi hoặc là những quyết định lớn hơn. Còn đối với Lâm, Lâm muốn chia sẻ cái một cái vấn đề, không phải kiến thức của Lâm quá nhiều đâu, mà là những cái hành trình mà Lâm đã trải qua. Có nhiều người nói là tại sao Lâm không giống người này, giống như người này, người kia để tốt hơn. Nhưng mà Lâm nghĩ là mình là nó dễ nhất. Bởi vì cái nào đời nhất, cái nào mà mình hàng ngày, ví dụ ở người ta thường nói là sân khấu là cuộc đời. Cho nên chính vì vậy ở ngoài đời sao Lâm lên sân khấu y chang như vậy. Cho nên Lâm thấy cuộc sống nó dễ dàng hơn. Mình không cần đau to múa lớn đâu, những cái bình thường như là cái ăn thôi. Mà mình còn khó khăn, mình còn phải lựa chọn, mình còn phải đắn đo suy nghĩ. Thì những gì khác nó càng khó hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên ước mơ lớn nhất của Lâm là trong tất cả mọi việc mình cứ đời cứ đơn giản nhất có thể. Và Lâm hy vọng cuốn sách này mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ để quyển sách này có thể bay cao, bay xa, bay ra ngân hà, bay ra vũ trụ, rồi có thể bay ra nước ngoài luôn, để mà nước nào cũng có quyển bay box của Lâm. Dạ. Yeah. Cái quyển là quyển là quyển này. Thì đó hỗ trợ đó. Hỗ trợ. Dạ. Yeah. Nó bé kia nó cứ bắt bẻ hoài. Bé nó lý nãy giờ đúng không? Thì đúng. And he told us that he really want to bring this book to the universal, to all around the world, because it's very meaningful and it's very useful for young generation to let them understand that when you manage or when you be the leader of your bite, you will be the leader of your life. Well, look forward to it, but I'm not going to pay for it. Anh không trả tiền cho vụ này. Không, là miễn phí, là miễn phí. Là miễn phí, tại vì yêu quý quá. Okay. It's free. Yes. Let's talk about it. Anh có câu hỏi nào dành cho anh Mai không? Lâm muốn hỏi ảnh là sau quyển sách này thì anh Mai có muốn ký với Lâm những quyển sách khác hay không?
Trời không ngờ là anh gai vậy luôn á. Không, tại vì cái cuốn sách này thành công quá, mọi người yêu quý nó nhiều thì Lâm nghĩ sẽ có, ví dụ kịch thì có phần 1, phần 2, phim cũng bằng 1, phần 2. Mà quyển sách này hay quá, Lâm nghĩ là có phải 200 phần nữa là sẽ có. He asked you that, how about the next part of this book? We will have the second edition. Maybe not for now. Rồi không, nghỉ. Nó là cống hiến. Cống hiến thôi. Yes, he will not get any salary or profit. Can I take some profit? Anh chẳng được lại không? Vợ con ê hề. Trả lại. Okay. Bỏ qua luôn. Yeah. Vừa rồi là phần chia sẻ của Mr. Michael Lin, CEO of Pizza Hut Việt Nam, cùng với Mr. Lê Dương Bảo Lâm, tác giả của quyển sách Ăn Pizza Làm Chủ Cuộc Đời. Hy vọng là thông qua phần trò chuyện này thì các bạn